Hôm nay mình sẽ làm món gà nướng lá chanh úp nồi. Chỗ mình mấy hôm nay trời mưa nhiều, nước suối dâng cao. Mình phải loay hoay mãi mới tìm được chỗ để nướng. Đầu tiên mình phải làm khuôn để úp nồi. Sau đó đến công đoạn tẩm ướp gia vị. Để khoảng 15 phút gà ngấm gia vị thì cho lên nướng. Cho gà vào khuôn mình đã chuẩn bị sẵn. Sau đó úp nồi lên, đắp một lớp đất sét xung quanh miệng nồi cho kín. Giờ chỉ việc chất củi lên đốt và chờ đợi. Là món này có thể đốt bằng rơm hoặc chấu. Nhưng chỗ mình làm ở suối, sẵn củi nên là mình dùng củi để đốt. Sau khoảng 1 tiếng thì gà đã chín. Giờ mình mở nồi và nhấc gà ra. Nướng kiểu này gà vàng đều, màu sắc khá bắt mắt. Đúng lúc nhấc gà ra thì trời mưa to, nên mình đành phải đem gà về nhà để ăn. Mời các bạn thưởng thức cùng mình nhé.